Chào các bạn, hôm nay thì Phe Phúc xin chia sẻ với các bạn về một trong những sản phẩm rất là thiết thực, nhất là chúng ta đang ở trong cái thời điểm là cái thời đại 4.0, ai cũng dùng các cái thiết bị điện tử như là tối thiểu là máy tính, điện thoại, rồi là tivi, và trẻ em thì cũng không ngoại lệ đấy. Đặc biệt là trẻ em thì chúng ta thấy lúc nào cũng mong muốn được sử dụng các cái thiết bị điện tử, và những người chơi game thì tất cả những cái thiết bị đó mặc dù nó rất là tốt, hữu ích, nhưng mà nó lại có những cái ánh sáng xanh rất là độc hại, và nó có thể gây đục thủy tinh thể đối với những người mà có cơ địa yếu, cơ mắt yếu, và trẻ em thì có dễ bị cận thị sớm đó, và gặp những cái bệnh về mắt sớm. Và quan trọng hơn là khi chúng ta dùng cái điện thoại hoặc là các cái thiết bị điện tử vào ban đêm ấy, cái ánh sáng xanh đấy làm cho não của chúng ta luôn ở trong trạng thái là không buồn ngủ và dẫn đến mất ngủ. Thì đó là một trong những lý do mà cái sản phẩm kính mắt, kính bảo vệ mắt ra đời. Và trên thị trường thì Fairfood thấy rằng có rất nhiều các cái sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên ấy, để lựa chọn thì chúng ta phải cân đo đong đếm từ việc là sản phẩm đó là của nhà sản xuất nào, tầm cỡ của nhà sản xuất, phát minh có được cấp bằng sáng chế hay không, và tất cả những cái chứng nhận chất lượng đi kèm. Thì khi mà nghiên cứu rất nhiều sản phẩm thì Fairfood thấy rằng sản phẩm của Nga do cái tiến sĩ là Fedorov đó, in rõ trên vỏ hộp này, ông là người đầu tiên trên thế giới, là một trong những nhà khoa học đầu tiên trên thế giới phát minh ra công nghệ là phẫu thuật loại bỏ cận thị bằng tia laser. Và tất cả những cái sản phẩm mà của viện mắt do ông nghiên cứu ra ấy, thì đều đảm bảo là mang lại cái hiệu quả rất là cao trên cái trong việc sử dụng ấy. Và ở Nga thì không ai không lạ gì đến cái viện khoa học vi phẫu thuật mắt của tên của ông, đó là Fedorov ấy. Thì các cái và thậm chí là tên tuổi của ông thì được vinh danh ở rất nhiều các cái trung tâm y tế tại Nga, và tại thủ đô Moscow thì chúng ta thấy có ngay cả cái tượng đài mang tên ông đó, và các đường phố cũng được mang tên của ông đó. Chúng ta thấy được là cái độ nổi tiếng của nhà khoa học này, và họ nổi tiếng không chỉ bởi vì cái phát minh đầu tiên, mà là bởi vì những cái phát minh sau đó nó mang lại cái hữu ích rất là lớn cho cái người sử dụng, và cái chất lượng sản phẩm được đảm bảo, và nó cũng đảm bảo tất cả những cái tiêu chuẩn mà khắt khe nhất về các cái loại kính cho mắt. Đó là một số những cái thông tin mà Facebook thấy là tại sao chúng ta lại lựa chọn cái sản phẩm này. Và hơn nữa là chúng ta thấy nhìn trên vỏ hộp ghi rõ này, tất cả những cái thông tin hữu ích nhất này, những cái sự cách sử dụng và mục đích sử dụng, ví dụ như là những cái người mà phải sử dụng các thiết bị điện tử nhiều này, rồi là ngay cả những cái ánh sáng không tốt, ví dụ như ánh sáng mặt trời này, nó bảo vệ cái tia UV, ở tia UV 400 đấy là tia rất là độc hại, và nó có những cái đây, nó có những cái miêu tả bằng tiếng Anh là bảo vệ chống lại những cái tác hại có hại của ánh sáng xanh đó, từ những cái thiết bị điện tử này. Chúng ta thấy là nó ghi cả bằng tiếng Anh, và nó đã được chứng minh lâm sàng đó, để chúng ta thấy là đây là một sản phẩm rất là tốt để chúng ta cho một cái sự lựa chọn tốt đây, và có cả bằng tiếng Nga nữa, và thương hiệu của nó là HPG đó. Và trên sản phẩm cũng ghi rõ những cái nơi sản xuất, nhà sản xuất. Và trong đây thì chúng ta thấy nó sẽ bao gồm một cái túi bảo vệ đó, mềm, vải mềm, và mô tả rất là kỹ của nhà sản xuất. Đây chúng ta thấy là hoàn toàn bằng tiếng Nga, nhưng các bạn yên tâm là Facebook đều có thể hoàn toàn dịch bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh để cho các bạn tìm hiểu rõ hơn về cái sản phẩm, và cũng có đầy đủ các cái website nhà sản xuất, nơi sản xuất, để các bạn có thể tự tìm hiểu kỹ hơn cho cái mục đích sử dụng của mình. Đó, chúng ta thấy là nó có cả khăn lau bảo vệ. Đây trên cái cọc của kính ấy, nó sẽ ghi hết các model và các cái thương hiệu, chúng ta hoàn toàn để tránh hàng nhái hàng giả, và thậm chí là nhà sản xuất cũng gửi kèm với lại chứng nhận chất lượng của Bộ Y tế Nga để các bạn yên tâm khi sử dụng rồi. Và Fairfood luôn cam kết là tất cả những sản phẩm mà được xuất ra từ kho của Fairfood thì đều đảm bảo là chính hãng 100%, và mọi phát hiện nhái giả thì các bạn đều được bồi thường 1.000 lần giá trị tiền hàng ấy. Đây là một trong những cái sản phẩm rất là thiết thực để giúp chúng ta là tăng cái hiệu quả khi chúng ta làm việc này, cải thiện cái sự phân biệt màu sắc này, và làm giảm cái tắc nghẽn trong các ma mạch máu, giảm chảy nước mắt khi chúng ta làm việc quá lâu với các cái thiết bị điện tử, máy tính này, và các cái bệnh về mắt đó.
Và đặc biệt là đối với những cái trẻ em ấy thì chúng ta thấy là đây là một trong những sản phẩm rất là thiết thực, vì chúng ta rất là khó để tránh việc mà cấm đoán trẻ dùng các cái thiết bị điện tử, thì chúng ta nên có một cái phương pháp phòng ngừa và bảo vệ, đó là cái luôn là cái biện pháp tốt nhất để giúp hạn chế những cái bệnh mà không mong muốn, và nó sẽ giúp là chặn đứng những cái bức xạ có hại từ đèn huỳnh quang này, ánh sáng xanh này, từ màn hình thiết bị điện tử này, và nó ngăn chặn cái sự phát triển của hội chứng thị giác máy tính. Cái đấy thì các bạn lên mạng tìm hiểu tại sao người ta lại nói rất là nhiều về cái hội chứng thị giác máy tính, và nó phục hồi được cái chức năng của mắt này, làm chậm lão hóa tế bào mắt này, bảo vệ hoàn toàn cái tia UV 400 có hại, và nó tối ưu được những cái ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy được. Đấy, trong cái mục đích sử dụng đấy, chúng ta nhìn thấy nó có ánh sáng màu vàng. Đấy, nó đều có trong nằm trong cái mục đích thiết kế của nhà sản xuất là giảm tải cái sức nặng cho mắt, giảm cái độ mệt mỏi, căng thẳng của mắt, và luôn luôn cho một hình ảnh dịu nhẹ để chúng ta sử dụng đây. Và cái sản phẩm này thì nó thời sử dụng là vô thời hạn đó. Chúng ta thấy là nó rất là bền, và nhà sản xuất cũng có những cái chính sách bảo hành riêng, thì các bạn có thể tham khảo trên trang mỹ phẩm nga.vn hoặc là Facebook và mỹ phẩm nga Facebook để được tư vấn kỹ hơn này đó. Và khi chúng ta sử dụng ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta thấy là khi đeo đây nó rất là thoải mái. Đây là cái mẫu mà easy comfort, tức là dành cho được mọi khuôn mặt và đều rất là dễ sử dụng ạ. Cái ánh sáng màu vàng của nó mục đích trong đều nằm trong cái mục đích sản xuất của nhà mục đích của nhà sản xuất, đó là làm giảm thả thiểu cái mỏi mắt và giúp cho là chúng ta luôn luôn cảm nhận được cái sự dịu nhẹ của cái ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy ạ.